lăn đồng, các loại lăn cắn dẹt. Đây là lăn đồng láng cán dẹt, kích thước là dài khoảng 11 cm, nặng 87 g, chất liệu là cán bằng sừng và đầu lăn đồng. Công dụng của nó là lăn trên mặt da, da tay, là mịn da, trị mụn mặt, cạo gió bằng cán, không đau, không gây tổn thương. Thì các bạn cầm như này, ví dụ trên da mặt, các bạn lăn khắp mặt như này, tác dụng là hạ sốt, hạ huyết áp, nó rất là mát. Và cái đầu cán này mình có thể mình dùng để mình cạo gió được, nó rất là thuận tiện và mình cầm nó là vừa chắc tay. Đấy, thì cái dụng cụ thứ hai cũng là loại cái cán dẹt này, nhưng mà nó là lăn đồng gai cán dẹt. Thì cái kích thước và cái trọng lượng của nó cũng giống như cái lăn đồng láng. Đấy, công dụng của nó thì nó những cái đầu gai này có tác dụng làm khí huyết lưu thông mạnh hơn và nó giảm đau tốt hơn, lăn trên mặt, cánh tay, bàn tay này, và nó giúp làm lưu thông khí huyết, làm mịn da mặt và trị mụn. Đó, thì cái này nó tác động sâu hơn. Đấy, thì mình phối hợp hai dụng cụ này với nhau, mình vừa lăn cái này, sau đó là mình lăn cái này. Đó, những người mà huyết áp cao, những người mà bị sốt, bị nóng ấy, mình dùng hai cái này là rất là tốt. Còn những người mà sợ nóng ấy, mình dùng hai cái này là rất là tốt. Còn những người mà sợ lạnh ấy, những người mà huyết áp thấp ấy, thì mình dùng cái lăn sừng gai cắn dẹt này. Đấy, thì nó lăn trên mặt, tay, vai, lưng, giúp tan máu bầm khi cạo gió, dùng cán để cạo gió. Thì cái thằng này thằng dương này giúp tan máu bầm này, thằng này âm này, giúp làm mát này. Đấy, người bình thường thì mình cứ kết hợp dùng ba dụng cụ này với nhau. Mình sẽ dùng cái lăn đồng gai này, rồi dùng cái lăn đồng gai sừng này, sau đó cuối cùng là dùng lăn đồng láng này để khí huyết lưu thông, giảm đau và làm đẹp da. Đấy, còn tất cả ba cái đầu này mình đều để cạo gió này. Đấy, chúc các bạn thành công.